Song Ngư là một trong những người mẫu diễn viên trẻ triển vọng của làng giải trí Việt Nam. Cô từng giành danh hiệu Hoa Khôi thời gian năm 2010 và giành giải thưởng thí sinh trình diễn đẹp nhất tại cuộc thi này. Song Ngư tên thật là Phạm Diễm Chi, sinh năm 1994 tại thành phố Cần Thơ. Hiện cô đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng giành danh hiệu Hoa Khôi thời trang năm 2010 và giải thưởng thí sinh trình diễn đẹp nhất tại cuộc thi này. Song Ngư đã bắt đầu bước chân vào sự nghiệp thời trang vào năm 16 tuổi. Cô tham gia cuộc thi Học sinh thanh lịch do quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tổ chức và đạt giải thưởng cuộc thi. Sau khi đạt danh hiệu Hoa Khôi thời trang năm 2010, Song Ngư trở thành người mẫu trẻ sáng giá trong nhiều show diễn thời trang. Năm 2011, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Song Ngư quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp. Cô trúng tuyển vào khoa đạo diễn của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Ngày còn là sinh viên, Song Ngư đã lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn có tên tuổi và cô cũng được tham gia một số bộ phim như Ngày Ta Yêu Nhau của đạo diễn Nam Quang, Tình Ca Phố của đạo diễn Xuân Phước. Với sự quyết tâm và theo đuổi đam mê diễn xuất, Song Ngư đã đầu quân cho một hãng phim tư nhân để có cơ hội phát triển hết khả năng của mình. Song Ngư nhận vai diễn trong bộ phim SOS Sói Trắng của đạo diễn Lê Hoàng. Đây là một bộ phim về sự bệnh hoạn, là một đề tài nhạy cảm. Với sự tham gia của ca sĩ Tim Hải Triều, bộ phim đã ra mắt vào ngày 16 tháng 6 năm 2017. Tuy nhiên, ở thời điểm ra mắt, bộ phim chiếu rạp của Lê Hoàng gặp thất bại lớn tại phòng vé. Khi thị trường điện ảnh nước nhà năm 2017 đang chứng kiến sự thành công rực rỡ về doanh số, tầm vóc của Em Chưa 18 hay những cái tên được chú trọng về cảm xúc như Lô Tô, Cha Cổng Con, gần nhất là Đảo Của Dân Ngụ Cư đều kể về câu chuyện của những mảnh đời khuất lấp, thì dự án SOS Sói Trắng của đạo diễn tên tuổi Lê Hoàng với hướng khai thác vào chủ đề ấu dâm cũng nhận được sự quan tâm kha khá trước ngày công chiếu. Thế nhưng khi bước ra khỏi rạp, điều đầu tiên khán giả tự hỏi chính là làm thế nào để quên đi những gì mình vừa xem. Ngay từ giây phút bộ phim bắt đầu, người xem đã cảm thấy sự nhạt nhẽo và xến xúa phủ đầy bầu không khí của phim. Sự nhạt nhẽo đến ngạt thở ấy bị kéo dài một cách lê thê suốt bộ phim, bóp chặt và đay nghiến lên những mong chờ và kỳ vọng của khán giả trong rạp. Nhạc từ hội thoại cho đến cách các nhân vật tương tác với nhau, nhạc trong diễn biến câu chuyện và cả cách xử lý vấn đề. Đến một phút giây nhất định nào đó, phần lớn người xem trong rạp quyết định dừng việc đoán xem ai là kẻ bệnh hoạn và đơn giản chỉ ngồi ôm mặt hối hận cho quyết định chọn lựa phim của mình. Nói về diễn xuất của Quỳnh Hương và Ly trong vai cô bạn gái của nam ca sĩ Trần Tèo Tim và bạn thân của cô Mai Song Ngư đóng, cả hai nhân vật nữ này dường như bị biên kịch và đạo diễn vứt lên một chuyến tàu lượn cảm xúc, lúc lên lúc xuống đầy bất ngờ khiến người xem không kịp trở tay. Phải chăng đây chính là góc nhìn của Lê Hoàng về những người con gái sáng nắng chiều mưa, tâm hồn bất ổn? Bên cạnh đó, việc liệt kê tất cả lỗi trong kịch bản dường như bất khả thi, đơn giản vì có quá nhiều lỗi. Thêm vào đó, yếu tố hài nhảm, một trong những thứ thiếu sáng tạo nhất và có phần rẻ tiền, vẫn bị tận dụng triệt để trong phim. Không biết cố tình hay vô ý, những trò đùa của phim rất không liên quan và thường được áp dụng trong những tình huống khó hiểu vô duyên. Sau bao ồn ào từ các vai diễn trước, Song Ngư dần lấy lại phong độ của mình trên màn ảnh. Tuy chưa nổi bật trong làng giải trí Việt, nhưng Song Ngư đã xuất hiện rất nhiều trong các phim truyền hình Việt Nam. Cô được nhận xét là có gương mặt đậm chất điện ảnh, đẹp cá tính và thu hút bởi đôi môi dày gợi cảm. Sau vai diễn cô bạn thân của nữ chính trong bộ phim Sói Trắng, cô nhận lời đóng vai phản diện trong phim Tháng Năm Rực Rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Song Ngư chia sẻ, tôi có thể bỏ qua các yếu tố về kịch bản, bạn diễn, thể loại phim, nhưng tôi rất quan trọng đạo diễn của bộ phim là ai. Tôi tin với mỗi đạo diễn có thể cùng nội dung kịch bản, nhưng mỗi người sẽ có một cách kể khác nhau. Vì được những đạo diễn có tiếng, có tầm chọn vào phim, tôi hẳn sẽ rất vui cho dù là tuyến nhân vật phụ. Bởi đạo diễn có tài thì vai chính hay vai phụ, họ cũng biết cách làm nổi bật từng nhân vật trong bộ phim tâm huyết của họ. Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình điện ảnh khác với vai phụ. Bằng lối diễn xuất chân thật, nội tâm và cá tính, người đẹp sinh năm 1994 tiếp tục được lựa chọn vào vai chính ở các phim điện ảnh như Mất Xác Oan Hồn, đạo diễn Cho Lê, phim thể loại kinh dị được hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và Thái Lan. Ngoài ra, nữ diễn viên Song Ngư, cô nàng ngổ ngáo của phim Tháng Năm Rực Rỡ đã xuất sắc trở thành quán quân của chương trình Gương Mặt Điện Ảnh 2018. Mặc dù thể hiện vai diễn chiếm trọn cảm tình và lấy nước mắt của ban giám khảo cũng như đông đảo khán giả, nhưng hot boy bông lan trứng muối Lê Nguyên Bảo chỉ giành được danh hiệu Á Quân. Giải bài chương trình thuộc về chàng trai luôn dẫn đầu các chủ đề thi của chương trình Hữu Tài và nữ diễn viên có thế mạnh sân khấu Quỳnh Hồ. Về đời tư, người yêu của Song Ngư chính là MC Nguyên Bảo. Nguyên Bảo sinh năm 1993, quê ở Bến Tre. Anh từng đóng phim truyền hình như Mùi Đời, Cây Nước Mắt, Lấy Chồng Cho Mẹ và góp mặt trong nhiều TVC quảng cáo lẫn video ca nhạc. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay. Hiện Song Ngư đã kết hôn với anh chàng Cao Nguyễn vào tháng 3 năm 2022. Cặp đôi được người thân, bạn bè và fan hâm mộ chúc mừng.